Cũng liên quan đến ma túy, Công an thành phố Đà Lạt vừa phát hiện một hộ dân ở phường 12 trồng 7 cây cần sa. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 15 tháng 8, nhận được tin tố giác của quần chúng nhân dân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Lạt phối hợp với Công an phường 12 đã tiến hành khám xét và phát hiện Vương Lê Thành Diệu, sinh năm 1972, trú ở số 2/14 Thái Phiên, phường 12, thành phố Đà Lạt, trồng 7 cây cần sa trong nhà kính. Mỗi cây có chiều cao từ 1,5 đến 2 mét, tổng trọng lượng trên 22 kg và một cây được trồng ở trong vườn nhà kính của Lê Thành Tùng, sinh năm 1990, cùng trú ở số 2/14 Thái Phiên, có trọng lượng 3,5 kg. Theo tìm hiểu của các đối tượng khai nhận, trồng số cây cần sa này được gần một năm với mục đích cho gà ăn và chữa bệnh cho gà. Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ toàn bộ số cây nói trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Được biết, cây cần sa hay còn gọi là cây bồ đà, có tên khoa học là Cannabis sativa. Trong cây cần sa có chứa chất tetrahydrocannabinol, chất này có tác dụng hạ huyết áp, an thần, nhưng đặc biệt là kích thích và gây nghiện, tạo cảm giác thư giãn, sảng khoái, phấn chấn. Pháp luật nước ta nghiêm cấm mọi hành vi trồng trọt, mua bán, vận chuyển, tàn trữ và sử dụng trái phép loại cây này.